Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Khánh xin phép được cập nhật một cái con xe Fortuner máy dầu số tự động đời 2020. Vừa mới cập bến tại Toyota Tân Cảng vào chiều ngày hôm nay. Thì về cơ bản thì xe cũng đã được lên đầy đủ hết những cái trang bị cho cơ bản cho xe rồi. Thì ở thời gian vừa qua thì cũng rất là nhiều quý anh chị đang tìm những cái mẫu xe mà số tự động máy dầu như thế này để chúng ta đi gia đình hoặc là đi kinh doanh. Nhưng mà mãi tới ngày hôm nay thì mới một con xe đẹp và đời cao như thế này về. Ở thời điểm hiện tại thì xe Fortuner máy dầu số tự động xe mới lăn bánh với mức giá là 1 tỷ 150 triệu. Thì khi mà chúng ta mua con này rớt một đời thì chúng ta tiết kiệm được khoảng 160 triệu, thì là một khoản tiền cũng khá là lớn với thời điểm hiện tại. Rất là tiếc khi mà có con này mua chỉ sau một tháng sau thì cái form mới ra mắt, thì nó là 2020 nhưng mà nó là đời cuối của 2020. Thì Khánh xin phép quay một cái vài điểm sơ lược cho mọi người xem về cái phần đèn trước. Thì quay xe thì Khánh cũng không có khen xe hay là cũng không có chê gì cả, nhưng mà Khánh đánh giá quay video để mọi người đánh giá khách quan cùng với Khánh thôi. Về cái màu sơn xe nè, mọi người xem cái này là nó dính thôi chứ không có gì hết. Mà Khánh quay cận cảnh cho mọi người xem đèn rồi ốp, cái phần cản ga lăng, cái ga lăng này nè, khách họ gắn thêm cái ốp nha mọi người. Về cơ bản thì nó sẽ không có. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh, Khánh cũng bật máy cho mọi người xem luôn, thì là 51H3910-3192. Về cơ bản thì xe cũng đã được lên đầy đủ phụ kiện hết rồi. Những cái chỗ nào trầy xước hay là bị bong tróc gì á, Khánh cũng sẽ quay cho mọi người xem hết luôn để chúng ta đánh giá khách quan cùng với Khánh. Nhưng mà khi mà những cái đó về thì bên Khánh cũng sẽ cam kết làm Marukuri đẹp bóng cho mọi người hết. Mời quay bốn vỏ nha. Cái cản thì nó có trầy chỗ này xíu nè, thì bên Khánh sẽ xử lý lại cho mọi người, không sao hết. Bốn vỏ riêng theo xe. Có cái vè xe nè, nước sơn. Nếu sơn thì cái xe này đảm bảo 100% là sơn riêng nha mọi người, chưa có qua sửa chữa hay sơn phết gì lại hết. Xe cũng đã được trang bị thêm cái phim cách nhiệt, dán phim cách nhiệt và thêm cái gắn bộ chắn cửa cho chúng ta nè. Ốp chống trầy. Xe được lên thêm lót sàn Simili với cái bộ thảm DVD. Bọc trần ni lông. Chúng ta xem sơ qua một lượt là Khánh sẽ quay cái phần nội thất kỹ hơn cho mọi người xem. Còn cái phần cửa, ron cửa, đồ sùng chỉ rồi còn nguyên bản hết. Được cái là khi chúng ta mua xe ở đại lý Toyota, đại lý chính hãng thì xe cũ thì chúng ta an tâm hơn những cái phần mà chi tiết xe cũng như là sát xe. Vì khi mà kiểm tra đầu vào á, những cái hãng Toyota tại đại lý Toyota Tân Cảng thì bên Khánh sẽ kiểm tra rất là kỹ và nghiêm ngặt về cái chất lượng đầu vào của xe. Ví dụ như là xe có bị đâm đụng, ngập nước hay là gì đó, hay tua đồng hồ thì chắc chắn bên Khánh không bao giờ mua, vì nó ảnh hưởng tới cái uy tín của công ty rất là nhiều, ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty. Khánh quay cho mọi người xem cái ốc nè. Cái con ốc này nó bị dính cái gì á, chứ không phải là nó bị mở đi mọi người, không phải bị xét luôn nha. Đó, không. Cấp sao nè, mới kem luôn. Hầu như là xe cũng chưa có đụng chạm gì hết. Còn ghế sau. Ở phía sau thì khách cũng gắn thêm một cái bộ chống trầy với lại một cái ốp ở sau với một body kit nữa. Xem có camera gear nha mọi người. Đây là toàn Khánh
quay toàn cảnh cái phần phía đuôi xe cho mọi người xem. Hầu như hình như là gắn cái phần thêm cái phần này nó cảm giác như là nó được nhìn nó cứng hơn. Quay chi tiết cho mọi người xem luôn những cái chỗ mà ngóc ngách của xe. Thì cũng có một số khách hàng hỏi Khánh là xe làm sao mà mình biết xe có bị đâm đụng hay không. Thì bên Khánh là hãng, cho nên những cái thông tin đó thì bên Khánh sẽ nắm được hết, không có cái gì mà qua sửa chữa mà bên Khánh không biết. Thì thí dụ mà nếu mà có đụng hay là thay thế một cái món gì đó thì bên Khánh đều biết hết, thì chắc chắn là sẽ không mua những cái xe bị đụng rồi. Thì Khánh cũng có đi lái thử xe này một vòng, thì cảm giác như mọi người cũng đều biết là máy dầu rất là bốc và cảm giác lái thì cũng rất là đầm. Xe Fortuner bốn vỏ này, vỏ xe riêng theo xe nha, cái mâm này mới trang cũng nó chưa có bị đầy hết. Mở cái cabo cho mọi người xem. Đây là cái phần sơ lược về cái khoang động cơ. Thì xe chưa có vệ sinh cho nên khoang động cơ nó hơi dính bụi thôi, nhưng mà nó không có bị dơ. Dơ theo cái kiểu mà nhớt nhau hay là nó bị ọc nhớt gì cả. Thường thường xe máy dầu những cái mẫu cũ nó hay bị lên nhớt cục bô lắm. Nhưng mà con này nó là những cái đời này nó sẽ không có bị nữa, bị nó được cải tiến lại hết rồi. Trong khoang động cơ để đánh giá nha, cái khoang nội thất. Xe đi được 30.356 cây, Khánh cũng xin phép bật mí luôn. Thì đã để máy rồi nhưng mà cái tiếng ồn nó cũng đã bị triệt tiêu hết rồi. DVD. Thảm tấp bi, gối đầu, hàng ghế sau cũng khá là rộng rãi ha mọi người. Nói chung đây là một cái con xe mà trong cái tầm giá và tầm đời nó cũng rất là hợp lý so với anh chị nào mà đang tìm những cái vòng máy dầu số tự động như con này. Thì không, và Khánh xin phép được sơ lược lại con xe này là xe Fortuner máy dầu số tự động đời 2020. Xe đi được 30.000 km, mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng với giá là 990 triệu cho mẫu xe số tự động máy dầu. Thì quý anh chị nào đang có dự định mình tìm những con xe Fortuner máy dầu số tự động thì hãy liên hệ với Khánh nha. Số điện thoại phía dưới màn hình để Khánh có thể hỗ trợ trực tiếp cho mọi người. Thì hôm nay Khánh xin phép kết thúc video tại đây và xin cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian của ngày để theo dõi video, và Khánh sẽ thường xuyên cập nhật nhiều hơn những cái mẫu xe đã qua sử dụng vừa về tại Toyota Tân Cảng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video kế tiếp.